Xin chào quý thính giả đang nghe truyện Tiên Đạo 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Bắt Đầu Làm Tông Chủ, Quy Củ Của Ta Có Chút Dã, tác giả Nina Phù. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 412, Lâm Phàm Chiến Thánh Mẫu, Hải Ngoại Tiên Đảo Phản Công. Tiền bối coi chừng. Lâm Phàm đã xác định, như thế tồn tại, tất nhiên có thể đón lấy chính mình toàn bộ thế công. Như vậy, chính mình cũng liền có thể yên tâm hành động, chân chính thi triển ra chính mình trước mắt cực hạn chiến lực. Cũng tốt có một cái rõ ràng hơn nhận biết bây giờ thực lực của mình, cùng thánh chủ cấp chiến lực, đến tột cùng chênh lệch bao nhiêu. Yên tâm công tới là được. Hôm nay, ta liền làm tiền bối, chỉ điểm ngươi một phen. Cố Tinh Liên mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, chỉ điểm Giang Sơn. Về phần nói cái gì coi chừng. Nàng lại là quyền đương làm một câu trò đùa lời nói, cũng không thèm để ý coi chừng. Làm cái gì tâm a, tiểu tử ngươi coi như bạo phát xuống, tạm thời có được đệ cửu cảnh đỉnh phong chiến lực, chẳng lẽ liền có thể uy hiếp được, thậm chí làm bị thương ta hay sao? Quả thực là trò cười. Nhưng mà, Lâm Phàm một kích sau, liền trong nháy mắt để nàng mí mắt đập mạnh. Hắc động quyền, lục đạo luân hồi quyền. Oanh, Lâm Phàm song quyền tề xuất, như song long xuất hải, tề đầu tịnh tiến, một tay đen như mực nước, một tay quyền phong lướt qua, thời gian đều mơ hồ. Tiểu tử này, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Cố Tinh Liên giật mình. Nàng kiến thức rộng rãi, có thể đệ cửu cảnh tứ trọng có thể bộc phát chiến lực như vậy tồn tại, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Phá, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài. Nhìn như trắng nõn, thổi qua liền phá ngón tay, giờ phút này lại giống như có thể xuyên thủng trên trời dưới đất hết thảy. Oanh, như mãnh thú quét sạch mà qua trong nháy mắt, Lâm Phàm lui nhanh, hai loại thế công đều bị dình ngập, thôn phệ. Lợi hại. Lâm Phàm tán thưởng một tiếng, không có dừng lại. Nuốt đúng không, kia. Chính mình cũng tới. Trong chốc lát, thôn nguyệt tiên công cùng thôn thiên ma công toàn lực vận chuyển. Giờ khắc này, Lâm Phàm đơn giản so lỗ đen còn muốn lỗ đen, kia kinh khủng hấp lực, đơn giản muốn vượt qua người khác nhận biết. Phần phật, quanh mình hết thảy mắt trần có thể thấy chi vật đều, trong phút chốc hướng Lâm Phàm chạy nhanh đến. Cho dù là xa xa núi lớn đều sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, tranh nhau chen lấn bay về phía Lâm Phàm. Thậm chí cả linh khí, không khí, thậm chí Cố Tinh Liên, đều nhất thời không quan sát, hướng Lâm Phàm đột nhiên bay tới, mặc dù nàng phản ứng cấp tốc, trước tiên dùng bí thuật ổn định thân hình, nhưng cùng Lâm Phàm ở giữa khoảng cách, vẫn là trong nháy mắt kéo gần lại rất nhiều. Bạch, Lâm Phàm càng là trong nháy mắt biến hóa phương vị, như thuấn di, xuất hiện sau lưng Cố Tinh Liên. Cố Tinh Liên phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt quay người phản kích, nhưng lại từ Lâm Phàm thể nội xuyên qua, tựa như đánh vào trong hư không thụ lực còn trực tiếp xuyên thấu. Cố Tinh Liên không chút nào hoảng. Ồ, thủ đoạn này, ngươi cũng sẽ a? Nàng kinh ngạc mà bình tĩnh, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm chờ đợi hắn đợt tiếp theo thế công. Hiển nhiên, nàng giải tiêu linh nhi thần uy, gặp Lâm Phàm cũng đã biết, chỉ là hơi có chút kinh ngạc, mà hoàn toàn không hoảng hốt. Rất không tệ. Có ngươi trước đây mấy loại thủ đoạn, đối mặt phổ thông tuyệt đỉnh, đã có thể đánh một trận. Nếu là trưởng khống thời cơ thỏa đáng, còn có thể chiến thắng. Nhưng nếu nghĩ như vậy đánh giết những tên kia, vẫn còn có chút gian nan, còn cần lợi hại hơn thủ đoạn, ngươi. Nhưng còn có. Tiên Nguyệt Đương không chiếu. Lâm Phàm quát khẽ, trong chốc lát, một vòng trăng tròn giữa trời, nhưng cái này ánh trăng, lại là toàn thân màu xanh thẳm. Lam Nguyệt ánh trăng vẩy xuống, rơi vào Lâm Phàm bên ngoài thân, trong nháy mắt bị hắn hấp thu, mà dư thừa bộ phận càng là hóa thành một bộ áo giáp màu xanh lam ngưng tụ hắn bên ngoài thân, gia trì chiến lực đồng thời, gia tăng công kích, lực phòng ngự. A, Cố Tinh Liên lại một lần kinh ngạc, đây không phải Hạo Nguyệt Tông Hạo Nguyệt Đương không? Không đúng. Trăng sáng cũng không phải là màu lam, mà lại, ngươi cái này ánh trăng rơi vào trên người. Nàng đưa tay, lại phát hiện tay của mình tại từng đợt mơ hồ, có một loại kỳ lạ ăn mòn, hoặc là nói thôn phệ chi lực, tại thôn phệ trong cơ thể mình tiên lực. Một loại quỷ dị thôn phệ chi lực. Có chút ý tứ, Lâm Phàm không nói, nhưng một chiêu này, lại đích thật là hắn căn cứ Hạo Nguyệt nhất mạch bí mật bất truyền cảm ngộ mà tới. Hắn không biết Tiên Nguyệt là bực nào bộ dáng, nhưng ở trong tưởng tượng, tiên giới thái âm tinh, tất nhiên là cực kỳ kinh người, trừ toàn phương vị thuộc tính tăng lên bên ngoài, có chút tổn thương, cũng không kỳ quái a, hơn nữa còn là tiếp tục tính tổn thương, tiếp tục tính nhằm vào địch nhân, tăng cường chính mình, này lên kia xuống, chênh lệch tiến một bước rút vào. Lâm, binh, đấu, giả. Đồng thời, Lâm Phàm thi triển cửu bí, mặc dù còn chưa sáng chế tất cả cửu bí, nhưng Lâm binh đấu giả lại đều đã hoàn thiện. Đồng thời,
chân hắn dẫm hành tự bí, thân giống như quỷ mị. Nhất niệm hoa khai, ngàn vạn tiên ba nở rộ, từng cái tiên ba hóa thân đi ra, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả tiên ba hóa thân liên quan bản tôn đồng thời khẽ quát một tiếng, tam thiên lôi huyễn thân. Ầm ầm, tiếng sấm vang rền. Lâm Phàm chiến lực lại lần nữa tiêu thăng, giờ này khắc này, cơ hồ mỗi một cái hóa thân, phân thân đều có được hắn chân chính bộc phát trước chiến lực. Gần 10 vạn Lâm Phàm tại lúc này, đem Cố Tinh Liên đoàn đoàn bao vây. Cố Tinh Liên khóe miệng có chút run rẩy, nhưng nàng khống chế vô cùng tốt, vẫn là chắp hai tay sau lưng, trôi nổi tại giữa không trung, nói, có chút ý tứ. Thủ đoạn như thế, đã có thể chảm phổ thông tuyệt đỉnh. Nhưng đối với lợi hại một chút, hoặc là thánh chủ cấp, vẫn còn không đủ. Kia là tự nhiên. Lâm Phàm bản tôn cười cười, cho nên, ta cũng không có ý định giữ lại, còn xin tiền bối chỉ điểm, hô. Lâm Phàm hít sâu một hơi, côn bằng pháp. Tất cả phân thân, hóa thân trầm miệng một lời, côn bằng pháp. Một tích tắc này, Cố Tinh Liên lại có một loại dùng mình cảm giác. Còn không đợi nàng suy nghĩ nhiều, đầy trời côn bằng hư ảnh cũng đã hiển hiện. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Cá lớn đập lên sóng to gió lớn, lại trong nháy mắt hóa thành đại bằng, mang theo thao thiên cự lãng, vô tận pháp tắc công hướng Cố Tinh Liên. Cố Tinh Liên ra mặt run rẩy. Dù sao, đây không phải một cái côn bằng mang theo ngập trời đại thế oanh kích mà tới. Cái này mẹ hắn là một đám, là mấy vạn, hơn 10 vạn cái. Che khuất bầu trời a, đầy mắt, không, nhìn một cái, đơn giản toàn thế giới đều là côn bằng. Đúng nghĩa che khuất bầu trời, 360 độ đều mẹ nó là côn bằng pháp, kia đặc hiệu chi phong phú, ngay cả ánh nắng đều bị che cản, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Cố Tinh Liên liền cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, suýt nữa nhịn không được trực tiếp móc ra quan thiên kính phản kích, có thể nghĩ lại. Không đúng, ta phải mẹ nó đến giả a, nhịn không được cũng muốn chống đỡ, chính mình thế nhưng là... Lấy trưởng bối thân phận đến suy tính vãn bối khí lượng cùng thực lực, kết quả còn chưa giao tay mấy lần, bức cũng còn không có giả minh bạch đây, liền trực tiếp vận dụng quan thiên kính loại này trấn giáo đế binh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình không được a, chịu không được a, vậy mình mặt còn cần hay không? Không được, chống đỡ, nhịn không được cũng muốn chống đỡ, há có thể ném đi mặt mà, oanh, quyết định chủ ý trong nháy mắt, kinh khủng thế công đã đem Cố Tinh Liên bao phủ. Trong chớp nhoáng này, nàng giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, chỉ là một cái giao thoa liền không biết bị đánh nhiều ít này côn bằng quyền. Cũng may nàng cũng là đã sớm chuẩn bị, sớm xuất thủ ngăn cản, nhưng dù là như thế, cũng bị oanh toàn thân rung mạnh, cắn chặt hàm răng. Suýt nữa ngay cả biểu lộ quản lý đều đánh mất, cũng may. Nàng thực lực đủ mạnh, cũng đầy đủ mãnh. Cuối cùng là chống nổi cái này một đợt thế công, lại nhìn xem đi lên không có bất cứ vấn đề gì. 10 phần ổn thỏa cùng bình tĩnh. Chỉ ít mặt ngoài xem ra là như thế. Nàng hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng không tệ lắm. Lại đến, nhìn như hời hợt, kỳ thực, lại cơ hồ cắn nát răng ngà. Tiểu tử này, cũng không tránh khỏi quá biến thái chút. Nàng tu vi thật sự, không phải chỉ có đệ cửu cảnh tứ trọng mà thôi a. Vậy mà có thể bộc phát như thế thế công, cái này đừng nói là phổ thông tuyệt đỉnh, chính là bài danh phía trên những cái kia đều chưa hẳn có thể gánh vác được a. Cho dù là chúng ta những thánh chủ này cấp, nếu là không sử dụng trấn giáo đế binh, cũng cần thận trọng đối đãi. Tiểu tử này, không phải biến thái, là thật biến thái a. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi a. Nàng vừa nghĩ đến đây, liền lại nói, không có thủ đoạn khác. Cũng không tệ. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi như vậy, lại có được chiến lực kinh người như vậy, đã đủ để tự ngạo. Cái này kết thúc. Cố Tinh Liên. Nàng cơ hồ phát điên. Tiểu tử này lại còn có thể tiếp tục, còn có chuẩn bị ở sau. Cái này. Tiếp tục đánh xuống. Nàng thật không muốn lại tiếp tục, lại chơi mà xuống dưới, chỉ sợ chính mình một chút mất tập trung, đều muốn lộ ra vẻ mệt mỏi, thậm chí là bị làm đầy bụi đất. Vậy coi như khó coi. Nhưng muốn nói để hắn như vậy dừng tay đi, nhưng cũng không thích hợp. Thì ra là thế. Nàng cường tự bình tĩnh, tới đi. Để cho ta nhìn xem, ngươi nhìn còn có bao nhiêu khí lượng. Vâng, tiền bối. Lâm Phàm rất trung thực. Hắn cũng không rõ ràng Cố Tinh Liên trước mắt trạng thái. Nhưng hắn thấy, đường đường vạn hoa thánh mẫu, há có thể không chịu được như thế. Thực lực tất nhiên là sâu như thiên uyên, liền tự mình điểm ấy thủ đoạn, hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ, không có khả năng làm bị thương nàng. Cho nên, toàn lực ứng phó là được rồi, Lâm Phàm trực tiếp triệt để mở lớn. Liễu thần pháp, gần 10 vạn cái Lâm Phàm đồng thời bão nổi. Cố Tinh Liên khóe miệng điên cuồng run rẩy, nhưng lại chỉ có thể kiên trì trên đỉnh. Ầm ầm, lại là một lần kịch liệt đối bính. Cố Tinh Liên hoàn mỹ ngăn cản lông tóc không thương. Không tệ. Như thế thủ đoạn, đã có thể miễn cưỡng nhập thánh chủ chi nhãn, cửu cảnh tuyệt đỉnh phần lớn không phải đối thủ của ngươi. Bất quá đối với thánh chủ,
nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Cho nên, cắt không thể kiêu ngạo tự mãn, càng không thể tự cho là ghê gớm cỡ nào. Cẩn thận một chút, tất nhiên không sai. Ngài nói cực phải. Lâm Phẩm gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo, lại nói, bất quá ta còn có mấy loại thủ đoạn. Cố Tinh Liên, còn có. Ta vác tại sau lưng hai tay hiện tại cũng còn đang run đây, ngươi còn tới. Không phải, muốn đánh chết người a ngươi, đơn giản lẽ nào lại như vậy, mà lại. Tiểu tử ngươi đến cùng có bao nhiêu biến thái a ngươi. Cố Tinh Liên suýt nữa hít sâu một hơi, lập tức nói, không cần. Ta biết ngươi còn có thủ đoạn khác, nhưng từ trước ngươi xuất thủ chiến lực chênh lệch, đã có thể đánh giá cái 7-8 phần. Mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng chênh lệch nhưng cũng không tính quá xa, cùng ta làm kết luận, không có cái gì khác biệt. Cho nên, không cần lãng phí thời gian. Lại mới, có trưởng lão đột nhiên liên hệ ta, có chuyện quan trọng cần xử lý, cho nên, liền không bồi ngươi ở chỗ này chơi. Cái này rõ ràng là muốn tiễn khách mà. Lâm Phàm nhiều tinh a, lập tức biết Cố Tinh Liên là đang đuổi người, lúc này vui tươi hớn hở trả lời, lấy thánh chủ ánh mắt, đương nhiên sẽ không có lỗi. Nhắc tới cũng xảo, ta cũng vừa rất muốn đến còn có chuyện quan trọng, liền cáo từ trước. Nói chuyện đồng thời, kia rất nhiều Lâm Phàm hóa thân, huyễn thân tất cả đều tiêu tán, sau đó, hai người đều không nhiều lời. Chỉ là ngắn ngủi nói chuyện phiếm hai câu về sau, Cố Tinh Liên liền đem hắn đưa ra cửa đi, cũng giao cho một vị đệ tử, dẫn hắn rời đi Vạn Hoa Thánh Địa. Làm Lâm Phàm đi xa, tả hữu không người lúc. Một mực bình tĩnh vô cùng, bình tĩnh dị thường Cố Tinh Liên lại là đột nhiên toàn thân lắc một cái, khóe miệng, càng là chảy ra đỏ tươi huyết dịch. Tên biến thái này. Nàng lau đi khóe miệng huyết dịch, nhịn không được thấp giọng nhả rãnh, cũng không tránh khỏi quá mạnh chút. Nếu là không cần quan thiên kính, chỉ sợ ta toàn lực ứng phó, đều chưa hẳn có thể đem hắn áp chế a. Mặc dù liền trước đó giao thủ cường độ đến xem, Cố Tinh Liên cho là mình nhiều nhất chỉ là thụ thương liền có thể đem Lâm Phàm cầm xuống, nhưng không nghe thấy người ta nói cái gì sao? Hắn còn có thể tiếp tục, hơn nữa còn có mấy loại thủ đoạn vô dụng, nếu là tính cả những thủ đoạn kia. Không cần quan thiên kính, chính mình cũng không phải là thụ thương không bị thương, có thể hay không đem hắn áp chế vấn đề, mà là nếu như đại chiến đến cuối cùng, chính mình có thể hay không bị hắn phản sát. Biến thái, quả nhiên là biến thái bên trong biến thái. Bất quá cái này cũng vừa lúc từ mặt bên chứng minh, ta không có nhìn lầm người. Cũng tốt. Nàng hít sâu một hơi, có hắn tương trợ, đại sự có thể thành. Mà lại, còn có thời gian mấy năm, hắn còn có thể tiếp tục trưởng thành, thật sự là chờ mong đây. Không nghĩ, trước chữa thương. Chỉ là, làm nàng đóng cửa phòng, khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị chữa thương thời điểm, nhưng vẫn là nhịn không được mở ra hai mắt lại lần nữa nhả rãnh, thật là một cái biến thái. Là thật biến thái a. Chính mình là người phương nào? Vạn Hoa Thánh Mẫu, kế nhiệm Thánh Mẫu chi vị đã gần đến vạn năm tuế nguyệt, đăng lâm đệ cửu cảnh đỉnh phong, cũng đã hơn ngàn năm, chỉ là bởi vì tích lũy còn chưa đủ, lại Vạn Hoa Thánh Địa đời tiếp theo Thánh Mẫu còn chưa bồi dưỡng được đến, cho nên vẫn luôn đang áp chế cảnh giới, không có độ kiếp, phi thăng. Có thể coi là như thế, thực lực của mình cũng chưa từng đình chỉ qua tăng trưởng a. Bây giờ chính mình, đối đầu vừa đột phá đệ cửu cảnh đỉnh phong lúc chính mình, kia là dễ dàng đều có thể lấy một địch trăm. Thậm chí một cái đánh 1000 cái cũng không phải là không thể được. Đây là chính mình không sử dụng quan thiên kính, lại để các nàng kết trận tình huống dưới. Có thể, cho dù là cường hoành như vậy chính mình, đối đầu Lâm Phàm cái này mới vào đệ cửu cảnh không lâu ra hỏa, ngạnh thực lực đều chưa hẳn là hắn đối thủ. Cái này mẹ nó không phải biến thái là cái gì? Biến thái bên trong biến thái, thiên mệnh người kinh khủng như vậy. Không, không đúng. Ai lúc tuổi còn trẻ còn không phải cái thiên mệnh người? Đây cũng không phải là thiên mệnh người mấy chữ có thể đại biểu tồn tại. Chữa thương, không hổ là thánh chủ cấp tồn tại. Ta cơ hồ muốn thủ đoạn ra hết. Rời đi Vạn Hoa Thánh Địa về sau Lâm Phàm nhưng cũng kinh thán không thôi, thực lực thật mạnh a. Ngay cả Liễu Thần Pháp đều đã vận dụng, vậy mà đều không cách nào bức bách nàng lui ra phía sau dù là một bước, cũng chính là Thôn Nguyệt Tiên Công tăng thêm Thôn Thiên Ma Công đột nhiên bộc phát hấp lực, để nàng nhất thời không quan sát di động nửa bước. Liền cái này, nàng đều chưa từng vận dụng bộc phát loại bí thuật. Không có cắn thuốc, càng không vận dụng chấn giáo đế binh quan thiên kính. Nếu là đem những này thủ đoạn đều dùng tới, muốn diệt ta, còn không phải dễ dàng. E là cho dù ta đem Thạch Hạo hai loại chí tôn thuật, chính mình gần nhất ngộ ra bí thuật toàn bộ dùng đến, thậm chí từ đâu ăn hạ nơi đó đem vi sinh vật mượn tới, đều gánh không được hai lần a. Thánh chủ, quá mạnh. Lâm Phàm gật gù đắc ý, thổn thức không thôi. Từ hán thị giác đến xem, thánh chủ cấp đại lão thật quá mạnh. Chính mình vốn cho rằng có thể đạt tới đệ cửu cảnh đỉnh phong tu vi, lại thêm một thân vô địch thuật, vô địch pháp, cho dù không địch lại, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều.
Kết quả hiện tại xem ra, thế này sao lại là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đây rõ ràng là chênh lệch cách xa vạn dặm, bị người ta đè xuống đất tùy tiện ma sát đều không có cách nào phản kháng a. Không được, còn phải cẩu. Còn phải tiếp tục mạnh lên. Lại trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không thể cùng thánh chủ cấp đối đầu. Coi như nhất định phải làm thánh chủ, vậy cũng nhất định phải sớm làm tốt hết thảy chuẩn bị, các loại thủ đoạn tề xuất, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đúng, còn muốn đem cẩu thẳng cái này trang bị mang lên. Bay hồi lâu, Lâm Phàm vẫn là không nhịn được nói thầm, là thật là mạnh a. Tin tức này, Tần Vũ tiếp vào cẩm y vệ mới nhất tuyến báo, xem xét về sau, không khỏi mày nhăn lại, không được. Ta phải lập tức nói cho sư tôn. Hắn lúc này lui tả hữu, thông qua truyền âm ngọc phù liên lạc Lâm Phàm. Sư tôn, Lâm Phàm rất mau trở lại ứng, ồ, Tần Vũ, ngươi từ trước đến nay độc lập, rất ít liên hệ ta, bây giờ đột nhiên liên hệ, sợ cũng không phải là việc nhỏ. Sư tôn, ngài nói đùa. Tần Vũ thanh âm ngưng trọng, bất quá, hoàn toàn chính xác có đại sự. Sư tôn còn nhớ đến, lúc trước Tây Môn Giao hủy diệt thời điểm chi tiết. Lâm Phàm sững sờ. Tây Môn Giao hủy diệt chi tiết, đó là đương nhiên nhớ kỹ. Dù sao, Lục Minh chính là mình a. Nói tỉ mỉ. Lâm Phàm truy vấn. Lúc trước, Tần Vũ thanh âm càng lộ vẻ ngưng trọng. Tây Môn Gia Tây Môn Kỳ Lân sắp vạn kiếp bất phục lúc từng tiến hành huyết tế, mời người xuất thủ. Lúc ấy, hắn thành công mời đến một tôn tồn tại cường hoành, cách xa nhau không biết nhiều ít vạn dặm hạ xuống một tôn hóa thân, kia hóa thân, cơ hồ thành biến số, lại từ chữ của bọn hắn bên trong giữa các hàng bên trong, đủ để biết, người này, cùng lúc trước chúng ta Lãng Nguyệt Tông trọng thương, cùng Tây Môn, Chu gia phản bội, thoát không khỏi liên quan, Lâm Phàm nói nhỏ, cha được, sư tôn minh giám, Tần Vũ ngữ khí trang nghiêm, trước đây, chúng ta vẫn cho là, kia là Trung Châu cái nào đó thế lực bên trong cường giả. Những năm này cũng một mực đang nghĩ biện pháp truy tra, nhưng lại không có cái gì đầu mối. Tiên võ đại lục rất lớn, lấy khoa học ánh mắt đến xem, đơn giản đại nghịch thiên, hoặc là nói căn bản cũng không khoa học. Nhưng tiên võ đại lục tự nhiên không thể tất cả đều là lục địa, đại lục biên giới cũng có hải dương, mà hải ngoại, có rất nhiều hòn đảo. Đại bộ phận là hoang đảo, một phần nhỏ có đảo dân cư ở, trong đó Phượng Ngò Lân Giác thì làm tiên đảo có tu sĩ ở lại, hoặc là khai tông lập phái, hoặc là trực tiếp kinh doanh một cái thế lực. Tiên võ đại lục rất lớn, hải dương diện tích lại là còn muốn trên đất bằng, cho nên hòn đảo cũng là nhiều vô số kể. Bởi vậy, dù là tiên đảo tại rất nhiều hòn đảo bên trong, có lẽ chỉ có một phần ngàn thậm chí một phần vạn xác suất, hắn tổng số lượng nhưng cũng không ít, lại thực lực không kém. Tại Lâm Phàm trầm tư thời điểm, Tần Vũ nói tiếp, những này tiên đảo, có mạnh có yếu, mạnh, hoàn toàn có thể so sánh siêu nhất lưu thế lực. Lại bởi vì hải ngoại không có thánh địa, rất nhiều tiên đảo đều thích kết minh, bão đoàn sưởi ấm. Bởi vậy, bọn hắn khá khó xử quấn. Mà lại, hải ngoại có một loại gần như man hoang, tính cách, so chúng ta bát vực một châu càng tuân theo nhược nhục cường thực tính cách. Cái này Lai Vu đảo, đó là thuộc về Bồng Lai trong liên minh một viên, mà Bồng Lai đảo vốn là hải ngoại tiên đảo bên trong lãnh tụ một trong, hắn thực lực, chính là siêu nhất lưu bên trong siêu nhất lưu. Mà bọn hắn rất nhiều hòn đảo tạo thành Bồng Lai liên minh, chỉ sợ có thể tại trình độ nhất định phía trên cùng thánh địa đọ sức, chỉ là hẳn không có thánh địa nội tình. Mà lại, cẩm y vệ tại nỗ lực cái giá không nhỏ về sau, mang mơ hồ tìm được một tin tức. Tin tức gì? Hải ngoại rất nhiều tiên đảo ngo ngoe muốn động, tựa hồ đã sớm âm thầm liên hợp, đang chuẩn bị tùy thời phản công chúng ta bát vực một châu. Tựa hồ là không cầu cầm xuống toàn bộ bát vực một châu, nhưng lại ít nhất phải phản công tiếp theo, hai vực chi địa, sau đó lại chậm chậm mưu toan. Ồ! Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Như thế nói đến, bọn hắn là chuẩn bị động thủ. Sư tôn sao lại biết? Tần Vũ kinh ngạc, không khó đoán. Lâm Phàm thở dài, diệt thế hắc liên cái này một đợt, 12 thánh địa chỉ còn thứ 9, lại đều có khác biệt trình độ tổn thất, cái này há không chính là vạn năm, 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm khó gặp cơ hội. Chỉ cần bọn hắn thật có ý nghĩ này, khi biết tin tức này về sau, liền không khả năng thờ ơ. Vả lại, cẩm y vệ tại hải ngoại kinh doanh vừa mới bắt đầu, thậm chí cơ hồ có thể nói vừa mới đem chân luồn vào đi. Coi như bỏ ra đại giới. Loại này bí ẩn, cũng không có khả năng tùy ý biết rõ ràng. Nhưng bọn hắn lại thành công, đủ để chứng minh, bọn hắn đã là ngo ngoe muốn động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Loại thời điểm này, tin tức tự nhiên giấu không được, lại coi như tiết lộ ra ngoài, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên, Tần Vũ giật mình, không hổ là sư tôn, phân tích như thế thấu triệt. Chuyện thật là như thế. Bọn họ đích xác là ngo ngoe muốn động, chỉ là chẳng biết lúc nào sẽ động thủ. Ngươi để cho ta ngẫm lại. Lâm Phàm sờ lên cằm trầm tư một lát, như thế nói đến, cái này Lai Vu đảo nhân chi trước âm thầm tiếp xúc Tây Môn gia,
Chu gia, thậm chí còn giả mạo Trung Châu người, đều là đang vì phản công Tiên Võ Đại Lục mà bố cục a. Nếu là bọn họ thành, Tây Môn gia quật khởi, là một nhất lưu thế lực, hoàn toàn có thể làm lô cốt đầu cầu. Mà lại, bọn hắn âm thầm tiếp xúc, nâng đỡ thế lực tuyệt đối không chỉ Tây Môn gia một cái. Đến lúc đó, bọn hắn một khi động thủ, chúng ta Bát Vực một châu bên này chính là nội bộ mọc lên như nấm, ngoài có chính diện tiến công, bên trong có lô cốt đầu cầu, có thể thông qua siêu viễn cự ly truyền tống trận không ngừng tăng binh. Ha ha, Lâm Phàm hai mắt nhắm lại, cả rất tốt a. Đúng vậy a, ta cũng như vậy cho rằng. Cho nên sư tôn, việc này, chỉ sợ sẽ cực kỳ phiền phức, cái kia Lai Vu đảo, chỉ sợ cũng phải lấy chúng ta Lãng Nguyệt Tông là mục tiêu. Bởi vậy, chúng ta Lãng Nguyệt Tông, cũng muốn chuẩn bị thêm một chút mới là. Chuẩn bị tự nhiên là muốn làm. Lâm Phàm khẽ nói, ngươi yên tâm là được. Mà lại, ta lại là không tin chính đại thánh địa không có chút nào phát giác. Sư tôn trong lòng hiểu rõ đệ tử liền yên tâm. Ừm. Kết thúc trò chuyện sau. Lâm Phàm xoa mi tâm, rút dây động rừng a. Hải ngoại tiên đảo phản công đất liền. Thấy thế nào đều không giống như là tiểu đả tiểu nháo, làm gì cũng phải là cái 10 năm đại kiếp trình độ a. Nhưng thời gian còn chưa tới đây. Cho nên, cái này đợt kịch bản, có lẽ vốn là diệt thế Hắc Liên cái này trăm năm diệt thế đại kiếp, về sau đợt thứ nhất 10 năm đại kiếp, nhưng bởi vì diệt thế đại kiếp bị ta sớm dẫn bạo, cho nên, cái này kịch bản cũng sớm liên lụy ra. Rất thảo đản, nhưng cũng rất hợp lý. Lâm Phàm là thật cảm thấy không có tâm bệnh. Hải ngoại tiên đảo không biết đợi bao nhiêu năm, vẫn luôn đang chờ một cái cơ hội. Diệt thế Hắc Liên dẫn đến 12 thánh địa chỉ còn thứ 9, lại còn lại 9 cái cũng đều có lớn nhỏ không giống nhau tổn thất, nhìn chung lịch sử. Thượng cổ đến nay, đất liền chiến lực khi nào như vậy trống rỗng qua, cơ hội tốt nhất a. Mà lại, bọn hắn vẫn rất có bức số, biết mình chiến lực không đủ, không có khả năng cầm xuống toàn bộ Tiên Võ Đại Lục, cho nên nghĩ trước cướp đoạt một lượng vực địa bàn làm nơi ở, lại chậm chậm mưu toan. Bất quá, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại đại khái suất sẽ rất tàn khốc. Qua nhiều năm như vậy đều không có để các ngươi lên bờ, nếu là bây giờ để các ngươi chiếm cứ một lượng vực chi địa, có những địa bàn này, tài nguyên làm chèo trống. Tiếp qua một khoảng thời gian, các ngươi muốn, chẳng phải là càng nhiều. Cho nên, chính đại thánh địa tuyệt sẽ không bỏ mặc không quan tâm, càng không khả năng để bọn hắn thuận lợi cầm xuống một lượng vực chi địa. Một trận chiến này, Lâm Phàm nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ, trong trận chiến này, Lãng Nguyệt Tông hẳn là đóng vai một cái nhân vật như thế nào? Hoặc là nói, nên như thế nào mò được chỗ tốt? Có hơi phiền toái a. Bất quá, cái này Lai Vu đảo, ngược lại là có thể làm đột phá khẩu. Lâm Phàm suy đi nghĩ lại. Cảm thấy vẫn là có thể lúc trước cửu hận làm đột phá khẩu, lại nghĩ biện pháp vớt chỗ tốt tương đối phù hợp. Dù sao Lãng Nguyệt Tông địa bàn cách cửa biển, còn xa vô cùng, hoàn toàn thuộc về đất liền bên trong đất liền. Về phần thực lực, Lâm Phàm nhưng cũng không lo lắng. Trước đó đánh với Cố Tinh Liên một trận, đã đến Cố Tinh Liên chính miệng thừa nhận, chính mình không kém gì tuyệt đỉnh, thậm chí có thể chạm tuyệt đại bộ phận tuyệt đỉnh. Kia Lai Vu đảo, tổng không đến mức có thánh chủ cấp đại lão a. Chờ chút. Nói đến, tựa hồ từ vị trí địa lý đến xem, Bát Vực Thánh Địa, mặc dù đều là ở vào động Thiên Phúc Địa, nhưng cùng lúc, cũng đều tại tới gần bờ biển địa khu. Cho nên, Thánh Địa vẫn luôn biết việc này, cũng vẫn luôn tại phòng bị. Lâm Phàm mạch suy nghĩ trong nháy mắt rõ ràng. Tất nhiên là như thế. Các đại Thánh Địa vẫn luôn phòng bị hải ngoại những này tiên đảo, cũng biết bọn hắn vẫn luôn tại mưu đồ Bát Vực một châu, chỉ là bởi vì hải ngoại biển rộng người hiếm, lại thêm những tu sĩ này hoàn toàn có thể chạy loạn khắp nơi. Muốn đuổi tận giết tuyệt cũng là khó càng thêm khó, cho nên, mới khiến cho vấn đề này một mực còn sót lại đến nay. Cho nên, ta thậm chí đều không cần cáo trạng. Lâm Phàm ngay từ đầu còn muốn, cho Cố Tinh Liên cáo cái trạng để nàng dùng quan thiên kính xem một chút, biết rõ ràng những này hải ngoại tiên đảo động tĩnh, sớm phòng bị, lừa giết cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, thật không có cần thiết này. Tình huống lần này cùng lúc trước diệt thế Hắc Liên khác biệt. Diệt thế Hắc Liên quá mạnh, chính là quan thiên kính cũng không cách nào thấm nhuần hư thực. Cho nên Lâm Phàm cùng Cố Tinh Liên mới ăn nhịp với nhau, một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối trực tiếp hợp tác. Nhưng hải ngoại tiên đảo trì hoạn, chính đại thánh địa đã sớm biết được lại vẫn luôn tại phòng bị, chỗ nào còn cần chính mình trên nhảy dưới tránh đi cáo trạng. Chạy tới cáo trạng, ngược lại thành chim đầu đàn, sẽ chỉ phiền toái hơn. Cho nên, ta muốn làm, chỉ là sớm làm tốt tông môn gặp công kích chuẩn bị, cũng chờ đợi hải ngoại tiên đảo phản công bắt đầu. Sau đó, ở trong quá trình này tìm cơ hội. Đi cái kia cái gọi là Lai Vu tiên đảo đi một vòng. Đem nên giết chết người giết chết. Thuận tiện, cả chút vốn nguyên trở về. Cứ làm như thế. Lâm Phàm đã hạ quyết tâm. Hết lần này tới lần khác ngươi cái này Lai Vu tiên đảo lại theo ta nhóm Lãng Nguyệt, tông có đại thù, ta đây nếu là còn không hợp nhau ngươi, há có thể nói còn nghe được. Bất quá.
tựa hồ có thể đem chiến trường chuyển di. Lâm Phàm sờ lên cằm, nghĩ đến một sự kiện. Lúc trước diệt người nhà họ Tây Môn, cũng không phải Lãng Nguyệt Tông, mà là Lục Minh. Mặc dù Lục Minh hiện tại là Hạo Nguyệt nhất mạch tổng chấp sự, nhưng nói cho cùng dựa theo oan có đầu nợ có chủ mà tính, Lục Minh mới là Lai Vu Tiên Đảo muốn làm nhất rơi người. Như vậy, chỉ cần tại khai chiến về sau, để Lục Minh rời tông, cũng gây ra chút động tĩnh. Như vậy Lai Vu Tiên Đảo người, tất nhiên sẽ mắc câu. Đến lúc đó, tự nhiên cũng liền không cần tại nhà mình địa bàn khai chiến. Diệu A. Lâm Phàm đập thẳng đùi, liền nên như thế. Dù sao, tại nhà mình cửa nhà khai chiến, nếu là đánh tới tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Coi như đánh không đến tiểu bằng hữu, làm hỏng hoa hoa cỏ cỏ cũng là không tốt tích. Cho nên, Lục Minh, lại nên ra ngoài sóng một đợt lạc. Lâm Phàm lập tức an bài. Lâm Phàm cái thân phận này, trực tiếp từ tiên ba hóa thân thay thế. Đối với người bù nhìn mà nói, tiên ba hóa thân mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng ưu điểm lớn nhất là chiến lực mạnh hơn, có được bản tôn tám thành trở lên chiến lực, không dễ dàng bị người nhìn thấu. Hắn bản tôn, thì là lại lần nữa hóa thân Lục Minh, nhập chủ Hạo Nguyệt nhất mạch. Bây giờ Hạo Nguyệt nhất mạch đã không có bất kỳ cái gì không phục thanh âm. Bọn hắn không những phục, còn đặc biệt phục dọa người. Từ trên xuống dưới, từ đầu tới đuôi, đều chỉ có một thanh âm, đó chính là Lãng Nguyệt Tông thanh âm, vừa dung nhập lúc, trong âm thầm, còn có không ít người khó chịu. Nhưng bây giờ, ai mẹ nó nếu là dám ở trong âm thầm nói Lãng Nguyệt Tông nói xấu, hoặc là có cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ, hắc, đều không cần Lãng Nguyệt Tông đến tra, chính bọn hắn cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong đem người bắt tới. Sau đó vậy coi như chơi vui rồi. Hủy bỏ tu vi đều là nhẹ nhất. Chỉ là, hưởng thụ loại đãi ngộ này người, tổng cộng cũng liền như vậy chỉ là mấy cái. Cũng không phải những người khác không có cốt khí, bị hù dọa, mà là bọn hắn đều phát hiện, Lãng Nguyệt Tông. Là thật là thơm a, dù chỉ là chi nhánh mà không phải chủ mạch, dù là đãi ngộ chỉ có chủ mạch 7-8 phần, đều vẫn như cũ là hương một nhóm, song bạo dĩ vãng Hạo Nguyệt Tông không biết gấp bao nhiêu lần. Lại không vẻn vẹn tài nguyên, những cái này vô địch pháp, vô địch thuật. Đa ngưu gia a, nhiều hơn a. Mặc dù phổ thông đệ tử học không đến, nhưng người nào còn không có cái tích cực hướng lên tâm, không có nhìn thấy người ta đã từng thánh nữ, bây giờ tổng chấp sự thị nữ Ôn Như Ngọc liền đạt được tổng chấp sự thưởng thức, được hai môn chủ mạch vô địch thuật, bây giờ thực lực tăng vọt, cảnh giới cũng theo đó tăng vọt, mấy ngày trước đây đều bước vào đệ bát cảnh, nghe nói, còn có uy tín lâu năm đệ bát cảnh trưởng lão tới luận bàn, đều bị nàng đánh bại, đối với Ôn Như Ngọc, người bên ngoài chưa quen thuộc, bọn hắn lại là rất quen thuộc. Mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lại tuyệt đối không đạt được trình độ này. Nhưng vì sao nàng bây giờ có thể cường hoành như vậy, kia tất cả đều là bởi vì Lãng Nguyệt Tông gia châu A. Tài nguyên phong phú, đãi ngộ nghịch thiên, các loại vô địch pháp vô địch thuật cũng là mạnh khó có thể tưởng tượng. Huống chi, không chỉ có riêng là Ôn Như Ngọc mà thôi, bọn hắn đồng dạng là bản thân thực địa cảm nhận được chỗ tốt. Tại đủ loại này nguyên do phía dưới, tự nhiên là đối Lãng Nguyệt Tông ủng hộ vô cùng. Ai dám nói Lãng Nguyệt Tông không tốt, ai muốn phản Lãng Nguyệt Tông. Kia mẹ nó chính là tất cả mọi người địch nhân, tự nhiên muốn hung hăng giáo huấn, giết chết đều không đủ. Về phần bội bạc, vứt bỏ liệt tổ liệt tông. Nói hưu nói vượn, chúng ta rõ ràng là tại quán triệt liệt tổ liệt tông tín nhiệm, mà lại là quán triệt đến cùng. Không có nhìn thấy chúng ta Hạo Nguyệt nhất mạch bây giờ chỉnh thể chiến lực, tài nguyên, đều viễn siêu lúc trước a. Cho nên, đừng muốn nói bậy, tại như thế tín nhiệm phía dưới, bây giờ Hạo Nguyệt nhất mạch, có thể nói là vững như Thái Sơn. Đừng nói là có Lục Minh tọa chấn. Chính là không có hắn người này, thậm chí không có bất kỳ cái gì quản lý, đều tuyệt không có khả năng ra loạn gì. Bởi vậy Lục Minh tự nhiên có thể yên tâm ra ngoài. Chỉ là, Ôn Như Ngọc lại không làm. Ngài muốn ra ngoài. Xin mang bên trên ta. Lục Minh, ta là ra ngoài du lịch, theo đuổi đan đạo chí cao lĩnh vực, ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi hiểu luyện đan. Ôn Như Ngọc mặt không đổi sắc, lắc đầu nói, không hiểu, nhưng ta dù sao cũng phải chiếu cố ngài ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Lại là ngài làm một chút việc vặt, những này việc vặt cũng không thể ngài tự thân đi làm a. Nếu là như vậy, ta người thị nữ này chẳng phải là lộ ra quá mức vô dụng. Nói còn chưa dứt lời, mắt thấy Lục Minh lại muốn mở miệng cự tuyệt, sắc mặt nàng một đổ, đôi mắt đẹp rưng rưng. Thôi, Lục Minh chỉ có thể gật đầu đồng ý, cũng không phải hắn bị bắt cóc. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, mang cái thị nữ ở bên người, có thể gia tăng có độ tin cậy, con cá cũng càng dễ dàng mắc câu. Về phần đến lúc đó an toàn của nàng vấn đề, chính mình tốn nhiều điểm tâm cũng là phải. Thời gian trôi qua, diệt thế hắc liên sự tình vừa qua khỏi đi không lâu, Tây vực, Tây Bắc vực bách phế đãi hưng, các đại thánh địa đã phân chia thuộc về mình địa bàn, cũng bắt đầu thủ kinh doanh. Chợt nhìn, tựa hồ không có vấn đề gì. Hết thảy, đều là bình thường phát triển, hợp lý thúc đẩy.
Cũng không biết vì sao, tu vi tương đối cao tán tu, nhưng dù sao có một loại ngạt thở cảm giác. Tựa như, có đại sự sắp phát sinh. Chín đại thánh địa thì là lặng yên triệu hồi nhà mình bên ngoài hành động đệ tử. Một chút siêu nhất lưu thế lực cũng tựa hồ nghe đến một chút tiếng gió, giảm bớt ra ngoài, thậm chí nhà mình đại trận đều lặng yên mở ra. Kể từ đó, cho dù là tán tu tin tức không tính quá linh thông, cũng phát giác được một vài vấn đề. Không thích hợp. Thánh địa người, vì sao không ở bên ngoài đi lại rồi? Há lại chỉ có từng đó là thánh địa? Ta xem những cái này siêu nhất lưu thế lực, phần lớn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí là bộ dáng như lâm đại địch, lại đang làm gì vậy? Cũng không thể là diệt thế hắc liên ngóc đầu trở lại a. Cái rắm, tuyệt không loại này khả năng, diệt thế hắc liên quá mức kinh khủng, nếu thật là nó ngóc đầu trở lại, chính đại thánh địa sao lại giữ im lặng, chỉ sợ là hàng ngũ như nhất thời gian liền triệu tập thiên hạ tu sĩ, vây mà diệt chi. Điều này cũng đúng, kia. Lần này, bọn hắn đến tột cùng vì sao như thế? Theo ta thấy, chỉ sợ là có đại chiến buông xuống. Cái gì đại chiến, có thể để cho chính đại thánh địa, để rất nhiều siêu nhất lưu đều thận trọng như thế. Bát vực một châu, tuyệt không loại này thế lực. Là, bát vực một châu bên trong hoàn toàn chính xác không có loại này tồn tại, cho nên, đối phương tất nhiên cũng không phải là đến từ bát vực một châu, vậy liền chỉ có hai loại khả năng. Một, đến từ phía trên. Hai, đến từ bên ngoài. Bên ngoài, ngươi nói là, hải ngoại tiên đảo. Tán tu bên trong, cũng không thiếu thông minh, có kiến thức người. Hoặc là nói, ba cái thối thợ dày còn đấu qua một cái gia cát lượng, tán tu sao mà nhiều. Nhiều như vậy tán tu bên trong, cuối cùng có chút người biết chuyện. Có thể thông qua dấu vết để lại, suy đoán ra chân tướng. Đến từ thượng giới khả năng không lớn, nhưng nếu như là hải ngoại tiên đảo. Ta từng tại cổ tịch phía trên gặp qua, hải ngoại tu sĩ lãng tử dã tâm, một mực không vừa lòng tại chúng ta chiếm cứ tốt nhất đất đai, mà bọn hắn chỉ có thể đặt chân ở trên biển lớn, thời khắc cùng hải ngoại hung thú tranh đấu, sinh tồn. Bởi vậy thời khắc đều nghĩ phản công chúng ta tiên võ đại lục. Bây giờ, chúng ta bên này chiến lực, chỉ sợ là giảm xuống đến ngàn vạn năm đến thấp nhất. Hải ngoại man di giờ phút này muốn tấn công, lại là hợp tình hợp lý. Tin tức mới nhất. Một bên trong khách sạn, đang lúc rất nhiều tu sĩ nói chuyện cao hứng, có một người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng xông tới, mới, ta bỏ ra nhiều tiền nhập thiên cơ lâu, mua một phần cơ mật tình báo. Các ngươi đoán, gần nhất vì sao như thế kiềm chế? Nguyên lai là hải ngoại man di nhìn chằm chằm, tùy thời có khả năng động thủ. Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên phát hiện tất cả mọi người lấy một loại không hiểu. Thấu ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lập tức tức giận, các ngươi đây là ánh mắt gì? Đạo hữu, lúc này, có người đứng dậy tới gần, tại hắn ánh mắt cảnh giác bên trong, vỗ vỗ bả vai hắn, tỉnh táo, nén bi thương. Nén bi thương? Hắn mộng, ta tiết cái gì ai? Tự nhiên là hoa tiền tiêu uổng phí ai? Liền chút chuyện này, còn cần đi thiên cơ lâu. Chúng ta những người này tập hợp một chỗ khoác lác đánh cái rắm, uống rượu nói chuyện phiếm, chỉ là dăm ba câu, cũng đã suy đoán ra chân tướng. Ngay tại ngươi trước khi đến, chúng ta đều đã xác định là hải ngoại man di muốn gây sự tình. Kết quả ngươi lại bỏ ra nhiều tiền đi thiên cơ lâu. Ngươi nói, ngươi không nén bi thương, ai nén bi thương? Thảo! Hắn lập tức đau lòng đến khó lấy hô hấp. Chương 413, Chiêm Tinh Đạo Nhân, Thập Tử Vô Sinh. Vạn năm cửu địch. Cái này tán tu đau lòng đến không thể thở nổi. Vậy nhưng thật sự là giá cao a, cao nhã du côn loại kia, chính mình thua thiệt lớn nha. Nhưng mà, cái khác tán tu lại là không cảm thấy kinh ngạc, cái này cũng không nên trách người ta thiên cơ lâu. Vì sao? Cái này không trách hắn trách ai? Đương nhiên không thể trách thiên cơ lâu, là, lấy tiền chính là thiên cơ lâu, bán cho ngươi tin tức cũng là thiên cơ lâu, thậm chí tin tức này đã nát đường cái, đều bị chúng ta đoán được. Có thể căn cứ là thời gian điểm tới phân tích, rất hiển nhiên, ngươi tiêu tiền thời điểm, chúng ta còn không có đoán được điểm này, cho nên, khi đó, việc này vẫn là bí mật. Chỉ ít đối với chúng ta tán tu mà nói là bí mật lớn. Bởi vậy, người ta thiên cơ lâu tự nhiên là, dựa theo bí mật lớn giá cả đem tin tức bán cho ngươi, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, ngươi cảm thấy thế nào? Tán tu kia nghe vậy, da mặt cùng rút. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một chữ, theo gió phiêu tán. Chác, chủ nhân, nghe nói, hải ngoại tiên đảo muốn phản công chúng ta tiên võ đại lục, gần nhất gây lòng người bàng hoàng, tại trên giang hồ, hành tẩu tu sĩ, đều thiếu đi tám thành đây. Diana rốt cục xuất quan. Trước đó đại thừa Phật giáo một trận chiến, có thể xưng lượng lớn tu sĩ máu tươi, thậm chí có tán tiên tinh huyết bị nàng hấp thu, tụ hợp vào huyết hải. Lần này bế quan, huyết hải bất diệt thể tăng lên cực kỳ rõ ràng, thực lực cũng là tùy theo tăng vọt, lại cả người nhìn qua đều càng yêu dị. Nhưng đối mặt lâm phàm thời điểm, nàng lại là hoàn toàn như trước đây, muốn để quan hệ tiến thêm một bước. Giờ phút này,
Nàng là Lâm Phàm nắm vuốt bả vai, mang theo một tia vũ mị nói, không biết chúng ta là không muốn sớm làm chuẩn bị. Tự nhiên muốn làm. Ta cũng sớm đã phân phó, không cần phải lo lắng. Kia cái gì, bóp đi lên điểm. Chủ nhân thần cơ diệu toán, vậy nhân gia an tâm. Diana thay Lâm Phàm bóp đầu, còn muốn nói tiếp chút gì, Phù Ninh Na lại là đẩy cửa vào, chủ nhân. Quý cô nương tới, nói muốn gặp ngài, ồ. Lâm Phàm gật đầu, để cho nàng đi vào. Bất quá, bởi vì giờ phút này hắn chỉ là cái hóa thân, cho nên thật cũng không để các nàng hai người rời đi. Hai nữ thấy thế, không khỏi mừng rỡ. Dĩ vãng Quý Sơ Đồng tới thời điểm, Lâm Phàm đều sẽ đưa các nàng đuổi đi ra, bây giờ, lại là giữ chúng ta lại. Đây có phải hay không là đại biểu, chủ nhân đã hoàn toàn tiếp nhận chúng ta, không ngại chúng ta cái kia, nếu là như vậy. Diana điên cuồng cho Phù Ninh Na nháy mắt. Hôm nay, nhưng phải biểu hiện tốt một chút, nhưng ngỗng, hai người nhất định thất vọng. Lâm Phàm căn bản không có phương diện kia ý nghĩ. Quý Sơ Đồng có lẽ có, nhưng nhìn thấy Phù Ninh Na tỉ muội ở đây, tự nhiên cũng phải bảo trì khắc chế. Bởi vậy, tại hai người mộng bức trong ánh mắt, Lâm Phàm cùng Quý Sơ Đồng nói chuyện phiếm ra. Người đã đến. Gần nhất lại có chút thu hoạch. Quý Sơ Đồng mở ra túi chữ vật, chờ mình một cái đổ ra mảng lớn bảo vật, lập tức khẽ cười nói, giá trị so trước đó cao hơn chút, mà lại, ta mơ hồ đụng chạm đến trước người nói tới cảnh giới tiếp theo. Người mỗi lần tới đều mang nhiều đồ như vậy, để cho ta làm sao có ý tứ. Lâm Phàm tắc lưỡi, về phần ngươi nói cảnh giới tiếp theo, không phải là... Huyền môn chuyển hóa động thiên, ta đã sở đến phương pháp, nghĩ đến không cần quá lâu liền có thể thành công, đến lúc đó, ta nên có thể có được hàng thật giá thật đệ cửu cảnh chiến lực. Mà theo lấy chuyển hóa động thiên càng ngày càng nhiều, chiến lực sẽ còn không ngừng tăng lên. Chỉ là, có một vấn đề một mực khốn nhiễu ta. Cứ nói đừng ngại. Chiến lực, có công pháp của ngươi, ta cũng không lo lắng. Quý Sơ Đồng trầm ngâm nói, nhưng nếu là một khoảng thời gian về sau, các ngươi đều phi thăng, ta lại một mực là đệ nhất cảnh. Hoặc là nói đệ tứ cảnh tu vi, như thế nào mới có thể phi thăng? Kỳ thật, nàng đối với phi thăng cũng không phải là cỡ nào coi trọng. Nhưng trước mắt, nàng sống trên đời duy nhất động lực chính là báo ân, có thể báo ân đối tượng là Lâm Phàm A. Một ngày kia Lâm Phàm phi thăng, chính mình lại chỉ có thể ở hạ giới, còn như thế nào báo ân, chiếu khán Lãng Nguyệt Tông. Ngược lại là cũng được. Có thể cuối cùng không bằng theo sát Lâm Phàm bước chân bây giờ tới. Cái này, vẫn đích xác là cái vấn đề. Lâm Phàm sờ lên cằm. Trầm ngâm nói, ta cảm thấy hẳn là có hai loại phương án giải quyết. Một, không ngừng mạnh lên. Làm ngươi đủ mạnh, mạnh đến phiến thiên địa này chứa không nổi ngươi lúc, vô luận ngươi là cảnh giới gì, đều có thể phi thăng. Hoặc là mạnh đến trình độ nhất định, cưỡng ép mở ra thiên môn. Thượng giới không tiếp dẫn ngươi phi thăng. Vậy liền dựa vào chính mình cưỡng ép phi thăng. Dạng này a? Quý Sơ Đồng kinh ngạc, đạo lý này nàng ngược lại là trong nháy mắt nghe rõ ràng, chỉ là, chính mình có thể mạnh đến loại trình độ kia sao? Thật đúng là không có nhiều lòng tin. Hai, đối với phi thăng, ta hiện tại cũng còn không có quyết định chủ ý. Có lẽ, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp, đem toàn bộ Lãng Nguyệt Tông đều mang lên đi, cử tông phi thăng. Cái này rất khó, mà lại trước mắt ta cũng không biết nên làm như thế nào, nhưng nếu như ta có thể làm được, đến lúc đó tự nhiên sẽ mang ngươi cùng một chỗ. Quý Sơ Đồng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kia tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Tin tưởng mình, thật có lỗi, nàng cũng không hề tin tưởng mình. Nhưng Lâm Phàm, nàng lại là vô điều kiện tin tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phàm nhưng so sánh chính mình có thể tin quá nhiều, dù là hắn phải đối mặt vấn đề độ khó ở xa chính mình, đối mặt vấn đề gấp trăm ngàn lần phía trên. Chủ nhân, chúng ta cũng muốn. Diana vội vàng hô. Nếu là cử tông phi thăng, tự nhiên sẽ mang lên các ngươi. Lâm Phàm nhịn không được cười lên. Đúng rồi, ngươi lần này đến đây là... Sẽ không lại là nhớ ta à? Không có chính hành. Quý Sơ Đồng hư cái thằng này một ngụm, trong lòng lại có chút chua chua. Biết người ta nhớ ngươi, còn để ngươi hai người thị nữ sự ở bên cạnh, hừ. Bên ngoài hiện tại tiếng gió rất căng, bên ngoài hành tẩu người ít càng thêm ít, ta còn nghe nói hải ngoại rất nhiều tiên đảo đều đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị cường thế tiến công chúng ta tiên võ đại lục. Quá loạn, bực này đại chiến, không, thậm chí có thể xưng là đại thế. Đại thế nghiền ép phía dưới, chiến lực cá nhân quá mức nhỏ bé, ta là tị nạn tới. Sẽ không phải không chào đón a? Làm sao lại không chào đón? Lâm Phàm cười. Quý Sơ Đồng đến tị nạn. Hắn rất vui vẻ. Liền sợ nữ nhân này toàn cơ bắp, cái gì đều nghĩ đến dựa vào chính mình khiêng. Đó mới là thật phiền phức. Nói đến, chúng ta vừa mới còn tại thảo luận chuyện này. Bồng Lai tiên đảo, trôi nổi tại mênh mông vô ngần sóng biếc phía trên, tựa như một viên thất lạc phàm trần sáng chói minh châu, tản ra thần bí mà mê người quang mang. Ở trên đảo mây mù lượn lờ, lụa mỏng sương mù lúc tụ lúc tán.
là cái này tiên cảnh phủ thêm một tầng mông lung mà mộng ảo mạng che mặt. Dãy núi núi non trùng điệp, kỳ phong dị thạch, tại trong mây mù như ẩn như hiện, tựa như tiên nhân thất lạc bút pháp, phác họa ra một vài bức rung động lòng người bức tranh. Trong núi dòng suối róc rách, thanh tịnh thấy đáy, tiếng nước róc rách, như là tiếng trời, gột rửa lấy trần thế phiền não cùng ồn ào náo động. Bên dòng suối hoa dại rực rỡ, thải điệp bay múa, hương khí tập kích người, phảng phất là thiên nhiên tinh xảo nhất trang trí, điểm xuyết lấy mảnh này không nhiễm bụi bặm tịnh thổ. Ở trên đảo cung điện lầu cát, xen vào nhau tinh tế, vàng son lộng lẫy, nhưng lại không mất cổ phác trang nhã, mỗi một gạch một ngói đều lộ ra tuế nguyệt lắng đọng cùng tiên gia khí tức. Tiên nhạc bồng bềnh, du dương dễ nghe, tựa hồ có tiên tử tại đám mây múa nhẹ, tay áo bồng bềnh, tựa như ảo mộng. Mặt trời chiều ngã về tây, dư huy giải đầy toàn bộ tiên đảo, màu vàng kim quang mang cùng mây mù đan vào một chỗ, tráng lệ mà ôn nhu. Trong đảo, đình đài lầu các sừng sững, các loại tiên cầm nhẹ nhàng nhảy múa, xem xét liền biết chính là tiên gia cảnh tượng. Chỉ là, từng đợt tiếng cãi vã, lại là phá vỡ cái này khó được tường hòa cùng bình tĩnh. Hòn đảo một chỗ, kỳ thạch san sát. Mỗi một khối kỳ thạch phía trên, đều đứng đấy một bóng người. Những bóng người này không có thực thể, đều giống như từ thất thải lưu quang ngưng tụ mà thành. Chỉ là, bầu không khí cũng không bình tĩnh. Đáng chết. Tin tức đã mọi người đều biết, các ngươi là thế nào làm việc. Bây giờ, đại lục bên kia tất nhiên có phòng bị, cho dù bọn hắn trước nay chưa từng có chi trống rỗng. Chín đại thánh địa cũng không phải là ăn chay, đừng nói là hai vực chi địa, chính là muốn cầm xuống một vực, đều là muôn vàn khó khăn. Các ngươi nói, nên làm thế nào cho phải? Trong đó một thân ảnh lưỡi nở hoa sen, nước miếng văng tung tóe. Những người khác co mày, thần sắc đều rất khó coi. Cá nhân ta tán thành chờ đợi một chút thời gian, tốt nhất là lại đợi thêm trăm ngàn năm, sau đó đột nhiên bạo khởi. Mặc dù trăm ngàn năm sau đại lục bên kia sẽ khôi phục một chút, nhưng ba đại thánh địa tổn thất tất nhiên bổ không trở lại. Vẫn là một thời cơ tốt. Lại chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Bọn hắn bây giờ thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh. Chúng ta như giờ phút này tiến công tất nhiên là khó khăn trùng điệp, có thể chờ thêm trăm ngàn năm về sau. Bọn hắn thấy chúng ta chậm chạp không chịu tiến công, tự nhiên sẽ trầm tĩnh lại. Đến lúc đó, đột nhiên nổ lên chí ít lúc mới bắt đầu, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lời ấy có lý. Đích thật là cái biện pháp, nhưng kết quả cuối cùng, chưa hẳn sẽ tốt hơn. Điều này cũng đúng. Lên tiếng trước người kia thở dài, dù sao trăm ngàn năm thời gian, có khả năng sẽ xuất hiện rất khó lường cho nên. Kia đến tột cùng như thế nào cho phải? Không bằng bỏ phiếu biểu quyết. Có người bất mãn, la hét bỏ phiếu quyết định phải chăng dựa theo nguyên kế hoạch phản công đại lục. Chư vị, không như nghe ta một lời. Nơi đây, duy nhất chân nhân Bồng Lai đảo chủ khẽ cười nói, ta nghe nói hải nhãn phụ cận có một thần bí hòn đảo, trong đảo, có một vị người thần bí, có thể thấm nhuần quá khứ tương lai, không ít tu sĩ. Đều bởi vì mà cải mệnh. Không bằng, chúng ta đi mời hắn bói một quẻ, lại nhìn phải chăng nên dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Người nói là Chiêm Tinh đạo nhân. Người này ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút danh khí. Không bằng, cứ làm như thế. Tốt, ta cách hắn tương đối gần, cái này liền xuất phát. Tản đi đi, đợi có kết quả, ta lại cáo chi chư vị. Tan họp, lần lượt từng thân ảnh biến mất, Bồng Lai đảo chủ vịn sợi râu, yếu ớt thở dài. Cũng không biết là tốt là xấu. Nhưng việc đã đến nước này, mở cung không quay đầu lại tiễn, huống chi, đây là chúng ta các đời hải ngoại tu sĩ mộng tưởng cùng số mệnh A. Chiêm Tinh đạo nhân, chúng ta, mời ngươi bói một quẻ. Một đám người đem Chiêm Tinh đạo nhân đoàn đoàn bao vây, Chiêm Tinh đạo nhân trên mặt ngược lại là không hề sợ hãi, hắn thân mang rách dưới quần áo, thở dài, chung quy là chậm một bước. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, là trong mệnh ta nên có này một kiếp. Đám người hơi biến sắc mặt, ngươi đây là ý gì? Hẳn là, người cận kề cái chết không theo. Bọn hắn sở dĩ mang nhiều người như vậy đến, chính là muốn bức bách Chiêm Tinh đạo nhân, nhất định phải bốc bên trên cái này một quẻ. Nhưng Chiêm Tinh đạo nhân lại nói hắn có này một kiếp, đây chẳng phải là cự tuyệt. Chư vị hiểu lầm, ta cũng là hải ngoại một viên, há lại sẽ cự tuyệt. Chiêm Tinh đạo nhân cười khổ, chỉ là thôi, đây là cá nhân ta kiếp nạn, cùng những người khác không quan hệ. Các người ý đồ đến ta đã biết, còn xin thối lui một chút. Ta cái này liền khai đàn bói một quẻ, về phần quẻ tượng kết quả các ngươi có tin hay là không, phải chăng muốn tuân theo, lại là đều xem chính các ngươi. Đám người kinh ngạc, cái này, cùng trong tưởng tượng có chút không giống a. Bọn hắn còn tưởng rằng Chiêm Tinh đạo nhân sẽ cự tuyệt, dù sao vực này thôi diễn, thế nhưng là liên quan đến tương lai toàn bộ tiên võ đại lục hướng đi, hơn nữa còn là tại thiên cơ không hiện hoàng kim đại thế bên trong. Tính cả dạng này một quẻ, phản phệ sẽ rất nghiêm trọng. Bọn hắn đều cho rằng Chiêm Tinh đạo nhân sẽ không nguyện ý, cho nên mới đến như vậy nhiều người, chuẩn bị bức bách hắn tính.
có thể coi là coi như, không tính cũng phải tính. Kết quả, Chiêm Tinh đạo nhân lại đáp ứng như thế dứt khoát. Chính kinh nhạc bên trong, Chiêm Tinh đạo nhân dĩ nhiên đã bắt đầu. Chiêm Tinh đạo nhân thủ đoạn cực kỳ đặc biệt, nguồn gốc từ một loại cực kỳ cổ lão lại thần bí truyền thừa, tại toàn bộ tiên võ đại lục đều là phần độc nhất, lại đệ cửu cảnh tu vi, cho hắn lực lượng. Chỉ là, thời khắc này Chiêm Tinh đạo nhân lại không nắm chắc bao nhiêu khí. Hắn thao tác như nước chảy mây trôi, rất nhanh liền đã bố trí tốt hết thảy, sau đó, khoanh chân ngồi tại trung ương trận pháp, tay nắm pháp quyết, vận chuyển tự thân bí thuật, tinh quang hộ thể. Tinh quang sẽ chỉ dẫn ta đáp án. Oanh, thiên địa biến sắc, nguyên bản sáng tỏ tinh không bỗng nhiên đen như mực. Chiêm Tinh đạo nhân chừng lớn hai mắt, muốn từ cái này bầu trời đen nhánh bên trong tìm kiếm đáp án, nhưng lại không nhìn thấy dù là nửa điểm sáng ngời, tựa như thế giới này, căn bản không có tinh quang, không có vô số sao trời. Thời gian cấp tốc trôi qua, Chiêm Tinh đạo nhân sắc mặt càng ngày càng trắng, càng ngày càng khó coi, phốc. Không đợi người bên ngoài hỏi thăm, Chiêm Tinh đạo nhân đột nhiên há miệng phun ra tinh huyết, mà lại căn bản ngăn không được. Cái này một ngụm máu, sợ là nôn trọn vẹn một lượng thăng, chừng xa mấy chục trượng. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, làm Chiêm Tinh đạo nhân rốt cục không còn phun máu, cả người dĩ nhiên đã là uể oải suy sụp, chỉ có xuất khí, không có tiến khí. Đã, sắp chết, như thế nào như thế? Đám người kinh ngạc, sắc mặt của từng người đều cực kỳ khó coi, kết quả đây. Bọn hắn cũng không quan tâm Chiêm Tinh đạo nhân sinh tử, nhưng con mẹ nó ngươi còn không có nói cho chúng ta biết đáp án đây, liền đã chỉ còn lại cuối cùng nữa sức lực. Nhanh, đem kết quả nói ra. Có tâm tư người linh hoạt, lập tức tới gần, cho Chiêm Tinh đạo nhân chút xuống bỏ mệnh đan dược, lại rót vào tự thân tiên lực, không muốn để cho hắn chết đi như thế. Chiêm Tinh đạo nhân cười thảm một tiếng, như ngàn năm sau động thủ, nhìn không thấy nửa điểm quang minh. Người chết, vô sinh, như hiện tại, ầm ầm, đất bằng lên kinh lôi, một đạo kinh khủng thiên lôi đột nhiên rơi xuống, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức khủng bố, trong nháy mắt xuyên thấu vô số cường giả ngăn cản, thẳng tắp rơi trên người Chiêm Tinh đạo nhân. Đám người sợ hãi vạn phần, chỉ sợ tránh không kịp. Trong mệnh ta, Chiêm Tinh đạo nhân trên mặt thống khổ biến mất, cùng nhau tiêu tán, vẫn còn có hắn nhục thân cùng thần hồn, lúc có đây, một kiếp. Thoại âm rơi xuống, Chiêm Tinh đạo nhân hoàn toàn biến mất. Vô luận thị nhục thân hoàn thị thần hồn, tựa như chưa hề trên thế giới này xuất hiện qua. Mới kia là thiên phạt. Đến đây bức bách Chiêm Tinh đạo nhân chúng cường giả tê cả da đầu, mỗi người đều cảm thấy không ổn. Nguyên lai, hắn cái gọi là kiếp nạn, là cái này. Hắn sáng suốt thôi diễn việc này chính là tiết lộ thiên cơ sẽ bị phản phệ. Thậm chí khi hắn muốn đem hết thảy nói ra miệng lúc, sẽ trên trời rơi xuống kiếp lôi đem hủy diệt. Nhưng vẫn là như thế nghĩa vô phản cố xuất thủ. Cái này, Chiêm Tinh đạo nhân, người tốt nha. Hắn đây là cho chúng ta hải ngoại rất nhiều tiên đảo tương lai, kính dâng chính mình. Hoàn toàn chính xác, thật là một cái người tốt nha. Đợi ngày sau, đại kế được thành, tất nhiên muốn đem sự tích của hắn đem ra công khai, vì hắn lập bia, lập miếu, để hậu đại, vãn bối nhao nhao thăm viếng. Không tệ, liền nên như thế. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, tại lúc ban đầu sau khi hết khiếp sợ, cho rằng Chiêm Tinh đạo nhân là người tốt. Vì bọn hắn đại kế, ngay cả mệnh cũng không cần. Đây không phải người tốt là cái gì. Hơn nữa còn là hắn biết rõ chính mình rơi vào tình huống ắt phải chết. Quả thực là người tốt bên trong người tốt. Lúc này, trong đám người lại có một cái tu sĩ suy nghĩ nói, thật sự là hắn là người tốt, có thể hắn trước khi chết lại không có thể đem nói cho hết lời a. Ngàn năm sau động thủ thập tử vô sinh, như hiện tại động thủ. Kết quả lại như thế nào? A, cái này còn không đơn giản. Người đầu lĩnh cười lạnh một tiếng. Mặc dù không biết bây giờ động thủ kết quả như thế nào, nhưng lại chênh lệch, cũng sẽ không kém qua thập tử vô sinh đi. Đã như vậy, còn do dự cái gì? Tự nhiên là hết thảy theo kế hoạch tiến hành, hiện tại liền động thủ. Đám người nhao nhao gật đầu, có lý. Lời này hoàn toàn chính xác không có tâm bệnh. Cũng không thể hiện tại động thủ cũng là thập tử vô sinh a. Như cũng là thập tử vô sinh, cần gì phải tách ra nói. Đã tách ra nói, kết quả kia liền tất nhiên không giống. Đã kết quả không giống, vậy liền không thể nào là thập tử vô sinh. Đã hiện tại động thủ không phải thập tử vô sinh, vậy chính là có làm. Vẫn là bồng lai đảo. Vẫn là một đám thất thải thân ảnh. Đem Chiêm Tinh đạo nhân kết quả bị một người trong đó nói ra, chúng thất thải thân ảnh đều có chút kinh ngạc. Ngàn năm về sau, thập tử vô sinh. Như thế nói đến, cái này trong vòng ngàn năm, tất nhiên sẽ không bộc phát thiên đại biến cố. Chính là không biết, là chúng ta hải ngoại chúng tiên đảo gia đạo sa sút, vẫn là đại lục bên kia thực lực tăng trưởng. Đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bực này biến đổi lớn, vậy mà lại tại trong ngàn năm phát sinh. Ngàn năm. Bây giờ thế nhưng là hoàng kim đại thế. Chính là trong một năm phát sinh biến đổi lớn đều có chút ít khả năng.
Tốt, nói những này để làm gì? Đã ngàn năm sau thập tử vô sinh, vậy chúng ta liền không được chọn. Lập tức trở về về, ai vào chỗ nấy ấn nguyên kế hoạch làm việc. Không đúng, không thể chỉ là giữ nguyên kế hoạch làm việc, nhất định phải nắm chặt thời gian, càng nhanh càng tốt. Không tệ. Bồng Lai đảo chủ gật đầu, kỳ thật, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là đang chần chờ mà thôi, đã bây giờ không cần chần chờ, tự nhiên là nên sớm không nên chậm trễ. Theo ta thấy, không bằng liền. Tối nay, đồng ý, đồng ý, ta cũng đồng ý. Rất nhanh, đám người liên tiếp đồng ý. Vậy liền tối nay giờ Tí, đêm không trăng làm hiệu, các minh, các đảo đồng thời xuất thủ, phản công đại lục. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta không phải cùng 9 đại thánh địa cùng rất nhiều siêu, nhất lưu thế lực liều sống liều chết, mà là bằng nhanh nhất tốc độ, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đoạt lấy chí ít một vực chi địa, cũng bày ra các loại trận pháp, đem nó thủ xuống tới. Ở trong quá trình này, tất nhiên sẽ có rất nhiều người chết. Dù cho là người ta, cũng rất có thể táng thân tại một trận chiến này bên trong. Nhưng, chúng ta đều có thể bỏ mình nhiệm vụ, lại nhất định phải hoàn thành. Đây là vô số năm khó gặp cơ hội, nhất định phải đem nó gắt gao bắt lấy. Đây không phải vì chúng ta, càng là vì hải ngoại vô số tu sĩ, vì con cháu của chúng ta hậu đại đọ sức một cái tương lai. Cho nên, Bồng Lai đảo chủ ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, nếu là có người làm hư, cho dù là hải thần đích thân đến ta cũng không nể mặt mũi. Nhớ không? Thấy mọi người nhao nhao gật đầu, hắn mới hài lòng nói, tán. Phần phật. Rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh biến mất. Hiện trường, lại chỉ còn lại Bồng Lai đảo chủ một người. Hắn nhìn xem dần dần rơi xuống trời chiều, ánh mắt yếu ớt, cảm xúc phức tạp. Chiêm Tinh đạo nhân. Ngàn năm sau, thập tử vô sinh a, ai? Tin tức rất nhanh truyền đạt. Bồng Lai liên minh, Lai Vu đảo, khi bọn hắn tiếp vào tin tức, giờ Tí lấy đêm không trăng làm hiệu ấn kế hoạch động thủ lúc, tất cả đều hưng phấn. Rốt cục đợi đến một ngày này. Phản công đại lục, ngay tại tối nay. Chỉ là, chúng ta vạn năm trước kế hoạch cũng là bị người phá hủy a. Lai Vu đảo cao tầng tề tụ, nói, mỗi người sắc mặt đều phá lệ khó coi. Lục Minh, Hạ Nguyệt Tông. Có người nghiến răng nghiến lợi. Nếu là Lục Minh ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, người này chính là lúc trước hủy diệt Tây Môn ra lúc, nhảy ra ngăn cản cái kia. Chỉ là, lúc trước giáng lâm chỉ là một cái bóng mờ. Sửa chữa một chút. Một người trong đó thở dài. Bây giờ, đã không có Hạ Nguyệt Tông, chỉ có Lãm Nguyệt Tông Hạ Nguyệt nhất mạch. Chỉ là không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại, vốn cho rằng diệt Lãm Nguyệt Tông, nâng đỡ Tây Môn cùng Chu gia, liền có thể trở thành ta Lai Vu đảo phản công đại lục lô cốt đầu cầu, cũng trong thời gian ngắn nhất chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Kết quả vạn năm trôi qua, đến cuối cùng, Lãm Nguyệt Tông không những chưa từng hủy diệt, ngược lại càng hơn trước kia. Lời vừa nói ra, đám người khóe miệng đều là có chút run rẩy. Chuyện này, quả thực có chút không hợp thói thường. Làm sao nghe đều giống như thoại bản cố sự, nhưng hết lần này tới lần khác là sự thật. Hừ. Trước đó muốn ra tay tương trợ Tây Môn gia bị ngăn cản người hừ lạnh nói, bất quá là chỉ là Lãm Nguyệt Tông mà thôi, nói cho cùng, trước mắt tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ là cái phổ thông siêu nhất lưu thế lực. Muốn diệt bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Lão Trương lời này ngược lại là cũng không nói sai. Một người gật đầu đồng ý, Lãm Nguyệt Tông mạnh hơn, cũng liền chỉ là phổ thông siêu nhất lưu thực lực, đệ cửu cảnh tu sĩ dựa theo tình báo đến phân tích. Tính toán đâu ra đấy cũng liền kia hai ba cái a, lại tu vi đều không cao, thậm chí trong đó mấy cái cũng còn chỉ là minh hữu, khách khanh. Cho nên, không cần phải gấp, không. Lão Trương lại là trực tiếp đưa tay, hừ lạnh nói, ta Trương Thiên Phàm lại là nuốt không trôi cái này một hơi, chỉ là một cái Lục Minh, cũng dám không cho lão phu mặt mũi, trước đó là vì kế hoạch một mực tại ẩn nhẫn. Tối nay, đã quyết định muốn toàn diện xuất thủ, ta nếu là còn nhẫn, đây chẳng phải là thành rùa đen rút đầu. Cho nên, mà lại, ta vừa lúc tại Tây Nam vực nội bộ có đầu đường, cách Lãm Nguyệt Tông không xa, lần này đi qua, thuận tiện giải quyết bọn hắn, đã có thể làm chút chỗ tốt, lại có thể giải mối hận trong lòng ta, cớ sao mà không làm, ồ, là, kia cái gì gia tộc tới? Lai Vu đảo chủ mơ hồ nhớ kỹ là có chuyện như vậy. Chu gia. Trương Thiên Phàm mỉm cười. Chu gia. Lai Vu đảo chủ khóe miệng có chút run rẩy, lập tức nói, tình báo mới nhất, Chu gia. Vừa lúc có phiền phức. Có phiền phức. Trương Thiên Phàm sững sờ, Tây Môn gia hủy diệt về sau, Chu gia trước tiên phong bế không ra, lấy đoạn tuyệt đối ngoại hết thảy liên hệ, lại còn có phiền phức. Cửu gia không phải là Cửu gia tới cửa. Hai ngày trước, ta nhìn thấy qua tay ra tay tới tin tức. Chu gia đích thật là đang cầu xin viện binh. Bất quá bây giờ thời gian này điểm, chúng ta hải ngoại cùng đại lục giữa song phương quá mức vi diệu, chúng ta cũng không thể tùy ý xuất thủ, liều lĩnh, cho nên liền không có phản ứng. Bây giờ hai ngày đi qua, lại là không biết cái này Chu gia còn ở đó hay không.
đảo chủ cũng không sốt ruột. Chỉ là Chu gia, tính là cái gì? Bất quá là toàn thịnh thời kỳ miễn cưỡng sở đến nhất lưu thế lực ngưỡng cửa tiểu gia tộc, mà thôi, mà Lai Vu đảo dựa theo đại lục bên kia phép tính, cho dù là tại siêu nhất lưu bên trong, đều thuộc về gần phía trước tồn tại, Chu gia không có cũng liền không có. Dù sao cũng không có trông cậy vào bọn hắn có thể cung cấp cái gì trợ lực, làm gì tại lúc này mạo hiểm đi nghĩ cách cứu viện. Bất quá, giờ phút này nghe nói Chu gia bên kia lại còn có đầu đường. Lai Vu đảo chủ tâm tư, lại là linh hoạt ra. Nói như vậy, cái này Chu gia còn có chút giá trị a. Trước xác nhận Chu gia còn ở đó hay không? Hắn mở miệng, lập tức lại đổi giọng, không, không cần xác nhận, Chu gia có hay không tại không quan hệ, điều kiện tiên quyết là con đường kia vẫn còn ở đó. Vâng. Trương Thiên Phàm lập tức lấy ra một khối lớn ngọc thạch, mà kia ngọc thạch phía trên, khắc họa lấy phức tạp trận pháp, tay hắn kết pháp quyết, cơ hồ trong nháy mắt mà thôi. Trận pháp sáng lên. Còn tại, Trương Thiên Phàm vội vàng giải trừ thuật pháp, ánh mắt sáng rực, chỉ cần đường còn tại liền không quan hệ. Chu gia, mất liền mất. Không tệ. Lai Vu đảo chủ cười, như thế nói đến, bản đảo chủ cho ngươi hai vị hộ pháp, ngươi mang lên bọn hắn cùng nhau tiến đến, giờ tí xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ đem nó giải quyết, rõ. Bọn hắn đều cười, Chu gia, có hay không tại thật không quan hệ, mà lại bọn hắn con đường này đã vẫn còn, đã nói lên Chu gia chỉ ít chống hai ngày, hoặc là đã bị diệt, nhưng con đường này không có bị phát hiện. Mà vô luận là loại nào khả năng, con đường này, tạm thời đều vẫn là an toàn. Đã đường an toàn, liền không cần quan tâm cái khác. A, Chu gia bên ngoài, Lục Minh hơi kinh ngạc. Ta đều vây quanh Chu gia, tiến công hai ngày, làm sao còn không có động tĩnh? Lúc trước, Tây Môn cùng Chu gia đồng thời nhảy phản ấn lý thuyết, phía sau đều hẳn là có cái này Lai Vu đảo bóng dáng mới đúng. Tây Môn ra hủy diệt lúc có thể mời được Lai Vu đảo người xuất thủ, Chu gia lại không phản ứng. Chẳng lẽ là, gần nhất tiếng gió gấp, Lai Vu đảo không dám ra tay. Nếu nói như vậy, vậy cái này Chu gia lẫn vào rất kém cỏi a. Cho người ta làm chó, làm điều vẫn là một đầu không được coi trọng chó, mắt thấy như thế nguy cơ trước mắt, người ta đều không cứu ngươi Chu gia. Hai ngày đi qua, hắn cũng là dần dần quẹo góc mà tới, thôi, đợi thêm một ngày. Nếu là một ngày sau đó còn không có động tĩnh, vậy liền, trực tiếp diệt đi. Lục Minh duỗi ra lưng mỏi, thật sự là hắn là độc thân. À không đúng, mang theo cái Ôn Như Ngôn. Bất quá, vây quanh Chu gia, lại là hắn một người. Một cái tam thiên lôi huyễn thân. Trực tiếp phân ra trăm ngàn cái huyễn thân, đem Chu gia đoàn đoàn bao vây. Thậm chí, sở dĩ đến bây giờ còn không có tấn công vào đi, đều là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại lưu thủ. Rõ ràng là một người mà thôi, lại đem toàn bộ Chu gia vây quanh, đồng thời đem áp lực kéo căng. Chu gia nội bộ, người người cảm thấy bất an, dọa gần chết, trận pháp tùy thời đều tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng là không có đánh vào đi. Để bọn hắn run lẩy bẩy, không dám có nửa khắc phớt lờ. Ngài! Nếu là muốn đối phó Chu gia, vì sao không nhiều mang ít nhân thủ? Ôn Như Ngôn không hiểu, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, lấy thân phận của ngài, địa vị, ra lệnh một tiếng, chúng ta Hạ Nguyệt nhất mạch tất cả trưởng lão đều muốn nghe ngươi phân công, diệt một cái Chu gia, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Huống chi, cái này Chu gia nên là lúc trước Lãng Nguyệt Tông phụ thuộc gia tộc một trong, nhưng lại đột nhiên phản bội, thông Lãng Nguyệt Tông đao cái kia Chu gia a. Nếu là đem việc này báo cáo chủ mạch, Chu gia chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hủy diệt. Cần gì phải ngài tự mình động thủ, còn như thế vây quanh. Không biết, ngài thế nhưng là có thâm ý khác, có. Lục Minh gật đầu, ngươi có nghe hay không qua một cái từ nhi. Xin lắng tai nghe. Vây điểm đánh viện binh, ồ. Ôn Như Ngôn cái hiểu cái không, mơ hồ phát giác được, Lục Minh muốn đối phó, cũng không phải là Chu gia, mà là muốn cứu người của Chu gia, thế nhưng là, hai ngày đi qua, cũng không thấy được có người tới cứu Chu gia a. Bất quá lời này, nàng không dám hỏi, bóng đêm dần dần sâu. Giờ tí tới gần, bầu trời phía trên, tựa hồ có mảng lớn mây đen thổi qua, đem thái âm tinh che chắn. Nguyên bản ánh trăng trong sáng, biến ảm đạm vô quang, cho đến triệt để một mảnh đen kịt. Ngay tại lúc này, oanh, hải ngoại chúng tiên đảo sớm đã chuẩn bị đã lâu thế công tại lúc này, trong nháy mắt bộc phát. Đại chiến, lên, hải ngoại man di động thủ. Chiến, chiến, chiến. Giết, đem bọn hắn chạy về quê quán đi. Giết a, đánh vào đại lục, hưởng thụ mỹ hảo tương lai, vì bọn ta hậu thế, liều ra cái hoàn mỹ nhân sinh. Đánh vào đại lục. Song phương tu sĩ đang gầm thét. Không có bất kỳ cái gì thăm dò. Không chần chờ chút nào, song phương ý chí, đều như sắt thép cứng rắn. Giết. Tại từng đợt tiếng la giết bên trong, song phương như dòng lũ, ẩm vang đụng vào nhau. Không biết nhiều ít pháp bảo phát sáng, ở trong trời đêm hoành kích ba vạn dặm. Không biết nhiều ít bí thuật tại lúc này bộc phát,
vô tận pháp tắc để cái này đêm khuya tối thui sáng như ban ngày. Ầm ầm, đại địa chấn động, sóng biển nhấc lên chừng trăm vạn trượng cao, đơn giản giống như là muốn bao phủ toàn bộ thế giới. Đầu sóng mãnh liệt, trên đó còn có rất nhiều hung thú đang gầm thét. Tiên võ đại lục bát vực đường ven biển đồng thời ta ngộ hải ngoại tu sĩ công kích, trong nháy mắt giống như nhân gian luyện ngục. Nơi đây, căn bản không có bất luận cái gì người bình thường dám can đảm tham gia. Dù cho là tu sĩ, đệ lục cảnh phía dưới, cũng là thò đầu ra liền dây, ngay cả đại chiến dư ba đều không thể ngăn cản. Đại chiến bạo phát, Ôn Như Ngôn sắc mặt ngưng trọng, đối Lục Minh nói, tin tức mới nhất, hải ngoại Man Di đã toàn diện khai chiến, trước mắt, bát vực đường ven biển đều đã bộc phát đại chiến, 10 phần thảm liệt. Bọn hắn cơ hồ là lấy mạng đăng liều, thà rằng nỗ lực gấp trăm lần thương vong, cũng muốn đem chiến tuyến không ngừng thúc đẩy, lại Tây vực, Tây Bắc vực thảm thiết nhất. Tây Bắc vực bên kia hải ngoại tu sĩ chẳng biết tại sao, vậy mà có thể thúc đẩy băng hải hung thú, lại thêm Tây Bắc vực không có Vân Đỉnh Thiên Cung tọa chấn, thực lực vốn cũng không đủ, đã có liên tục bại lui chi ý. Chúng ta không vội. Lục Minh nhẹ nhàng khoát tay, Tây Bắc vực, Tây vực trước mắt đều không có thánh địa tọa chấn. Mặc dù địa bàn bị cái khác thánh địa chia cắt, nhưng tổng bộ không tại, chiến lực vốn là yếu kém nhất. Chỉ cần hải ngoại những tu sĩ kia không ngốc, liền tất nhiên sẽ lựa chọn cái này hai nơi tấn công mạnh. Trước mắt xem ra, bọn hắn chủ công là Tây Bắc vực, nhưng cũng không bài trừ bọn hắn là giả thoáng một chiêu khả năng. Bất quá, chín đại thánh địa tất nhiên có chỗ ứng đối, cho nên, trong thời gian ngắn, nóng này không phải là chúng ta. Hắn bản tôn đứng dậy, nhìn xem vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm Chu gia. Thở dài, chờ đến bây giờ cũng còn không có viện quân đến, như thế nói đến, ta ngược lại thật ra thật cao nhìn cái này Chu gia. Đã như vậy, cũng không cần thiết tiếp tục hao phí thời gian. Cái này Chu gia, liền diệt đi. Ôn Như Ngôn gật đầu, lúc này rút kiếm. Lục Minh, ngươi làm gì? Ôn Như Ngôn kinh ngạc, không phải ngài nói hủy diệt Chu gia à? Ta hỗ trợ à? Lục Minh vò đầu, ta không nói để ngươi xuất thủ à? Thoại âm rơi xuống, oanh, nguyên bản một mực cũng còn có thể miễn cưỡng trèo chống Chu gia đại trận ầm vang sụp đổ, hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán ở trong trời đêm. Phốc, phun máu thanh âm trực tiếp nối thành một mảnh. Chu gia tộc địa chi bên trong, chúng Chu gia cường giả nhao nhao biến sắc, mặt xám như cho. Không tốt, trận pháp phá, cường địch sắp đánh tới. Đáng chết a, chúng ta Chu gia đã tự phong, không hỏi thế sự, dù là như thế, đều không muốn buông tha chúng ta a. Bất kể là ai, cùng hắn liều mạng. Chu gia đã bị Cha Tấn sắp sụp đổ. Bây giờ, mắt thấy là sống mệnh vô vọng, cũng là không thiếu có huyết tính tộc nhân xông ra, muốn cùng vây giết Chu gia người liều mạng. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không hợp lý. Sao? Làm sao lại như vậy? Những người này vì sao dài một mô hình đồng dạng? Một, là một người. Chúng ta Chu gia là bị hắn một người vây quanh. Hắn là Lục Minh, hắn là Lục Minh. Cái gì? Lục Minh? Chu gia người trong nháy mắt tê cả da đầu, biểu lộ so gặp quỷ còn khó nhìn hơn, là hủy diệt Tây Môn gia. Lục Minh, chính là hắn. Đáng chết. Chu gia tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Song con bê, Tây Môn gia thảm trạng, bọn hắn có thể rất rõ ràng. Tại Lục Minh dẫn dắt dưới, toàn bộ Tây Môn gia triệt để hủy diệt, đừng nói là huyết mạch truyền thừa, chính là một cọng lông đều không thể còn lại, cho dù là sau khi chết oán linh, tàn hồn, đều bị triệt để tiêu diệt, tịnh hóa. Cho nên, hiện tại, đến phiên chúng ta. Có Chu gia trưởng lão nhịn không được gào thét, Lục Minh, ta Chu gia đến tột cùng ngươi cừu hận gì, lại để ngươi như thế nhằm vào chúng ta Chu gia, cho dù tộc ta tự phong, đều muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà, không có trả lời. Chờ đợi bọn hắn, là vô tận kiếm khí, quanh mình, trăm ngàn cái Lục Minh đồng thời xuất thủ, chém ra lít nha lít nhít kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí, đều đủ để tùy tiện diệt sát phổ thông đệ thất cảnh đại năng. Mà Chu gia mạnh nhất lão tổ cũng bất quá là nửa bước đệ bát cảnh mà thôi. Nói cách khác, cái này một đợt thế công, liền đủ để miểu sát Chu gia 9 thành 9999 trở lên tộc nhân. Ta Chu gia, nguy rồi. Lục Minh, ngươi chết không yên lành. Chu gia đám người tất cả đều tuyệt vọng. Nhưng liền tại bọn hắn chờ đợi tử vong thời điểm, một tia sáng, lại là đột nhiên chợt hiện, cũng ầm vang bộc phát. Ánh sáng qua đi, kia vô tận kiếm khí bỗng nhiên biến mất. Đồng thời, bốn đạo thân ảnh từ Chu gia tộc chỗ sâu nhất nơi nào đó xuất hiện, đạp không mà tới. Lục Minh. Cái gì Lục Minh? Trương Thiên Phàm kinh ngạc. Giờ tí vừa đến, hắn liền lập tức thông qua con đường kia, cũng chính là siêu viễn cự ly truyền tống trận chạy đến, bất quá khoảng cách quá xa, cuối cùng cần một chút thời gian. Lại không nghĩ rằng, Chu gia lại còn tại. Càng không có nghĩ tới, mới vừa ra tới, liền nghe đến bọn hắn đang kêu cái gì Lục Minh chết không yên lành.
Cái này cho Trương Thiên Phàm chỉnh có chút mộng. Chính mình tới, chính là muốn làm Lục Minh cùng Lãm Nguyệt Tông. Kết quả vừa ra, các ngươi liền hô Lục Minh chết không yên lành. Cho nên, Lục Minh đưa tới cửa. Trương Thiên Phàm mộng, người của Chu gia càng mộng. Nhưng rất nhanh, Chu gia lão tổ kịp phản ứng, lúc này quỳ xuống, cung nghênh thượng tiên. Bái tạ thượng tiên cứu ta Chu gia, từ đó về sau, ta Chu gia chính là thượng tiên tọa hạ châu ngựa, chịu mệt nhọc tuyệt không có nửa điểm lời oán giận. Bớt nói nhiều lời. Trương Thiên Phàm phất tay. Hắn thần thức đảo qua, đã phát hiện Lục Minh cùng Ôn Như Ngôn tồn tại. Về phần cứu Chu gia, chẳng qua là thuận tay mà vì thôi. Dù sao vừa truyền tống tới, liền cảm nhận được lít nha lít nhít thế công vây quanh chính mình. Mặc dù không tính quá mạnh, nhưng người bình thường đều sẽ vô ý thức đem những công kích này xóa đi. Mà giờ khắc này, đã Chu gia đã cứu. Vậy liền giữ lại chứ sao? Làm con chó cũng không tệ lắm. Cái này Tây Nam vực, chính mình mấy người là mới đến, luôn có chút việc vặt cần người đi xử lý. Bọn hắn, chính là không tệ nô bộc. Cút sang một bên. Trương Thiên Phàm tiến lên, trực diện Lục Minh bản tôn, cười gằn nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại xuất hiện ở đây. Ngược lại là bớt đi lão phù không ít khí lực. Vậy ngươi còn không cảm ơn ta. Lục Minh cười, xem ra, chính mình đoán đúng. Bọn hắn sở dĩ một mực không có ngoi đầu lên, là đang chờ đợi thời cơ. Đại chiến bộc phát, cái đám chuột này, cũng liền trước tiên nhảy ra ngoài a. Tạ, đương nhiên phải cảm ơn ngươi. Trương Thiên Phàm trực tiếp xuất thủ, đánh ra mảng lớn thế công, bất quá, là tại đưa ngươi chém giết về sau.